Sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc hôm 12 tháng 10, trang CNN Indonesia nhận định đội tuyển Việt Nam vẫn gây được sức ép trước đội tuyển Trung Quốc, dù đoàn quân huấn luyện viên Chu Xie thua 0-2. Còn sau trận đấu với chủ nhà Hàn Quốc tối 17 tháng 10 trên sân Suwon, trang báo này viết, đội tuyển Việt Nam không tạo ra sự kháng cự nào đáng kể trước Hàn Quốc quá mạnh. Trận đấu diễn ra trên sân Suwon World Cup và đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 0-6. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam muốn kiểm tra sức mạnh của họ trước vòng loại World Cup, CNN Indonesia viết thêm. Đội tuyển Việt Nam bất lực trước Hàn Quốc. Cũng theo CNN Indonesia, kết quả dành cho đội tuyển Việt Nam khi họ muốn kiểm tra sức mạnh trước đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á, đó là đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chu Xie trải qua một trận đấu bị dồn ép về mọi mặt. CNN Indonesia cho biết, Hàn Quốc sở hữu nhiều ngôi sao ở đẳng cấp thế giới như tiền đạo Son Heung-min, Hwang Hee-chan và Kim Min-jae. Trận thua với 6 bàn không gỡ, với bàn ấn định chiến thắng của Cheong-woo-yeong ở phút 86, khép lại trận đấu quá vất vả của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thật sự bất lực trước Hàn Quốc. Điều đáng chú ý ở chỗ đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ là đối thủ của nhau tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Hai đội này cùng bảng F với các đội Iraq và Philippines. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 và kéo dài đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, tờ Bowler Sport cũng của Indonesia lên tiếng, trong khi đội tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc trong ngày giao hữu, họ sẽ phải tập trung và chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới tại vòng loại World Cup 2026.